Mới săn lùng được gói massage body trị liệu căng cơ hiệu quả, mà ở đây còn gội đầu, đắp mặt nạ, chườm nắng nóng, massage vai tay, đều tóc da đầu. Tặng 11 bước mà chỉ có 119k thôi. Vậy. Dạo này sao con trẻ mà xương khớp kỳ quá nè, nên được con bạn dẫn qua đây massage. Ta nói không gian ở đây ấm cúng, sạch sẽ, gọn gàng. Ở đây mình thấy có nhiều gói lắm, mà đang giảm 30 nữa này hời hơn. Nè em ngăn gội đầu lá trời non nha. Thử tinh dầu xong sẽ được chườm đá nóng, rồi khai huyệt để kích thích các giác quan, rồi từ từ massage cổ làm giãn các bó cơ. Ai mà đau cổ với gái thì mê cái này lắm. Rồi tiếp tục được massage tay, chắc mà ngăn mà ngủ cũng được 10 giấc rồi đó. Ở đây massage phê lắm á mọi người, hợp với gu tôi luôn á. Có tẩy trà với massage mặt nữa, tay chị bé làm nhẹ nhàng vừa phải, rồi còn được đắp mặt nạ hoa hồng nữa, thích lắm. Ở đây gội đầu bằng nước thảo dược nên là thơm và tốt cho tóc. Các bà qua thử nha, các sản phẩm ở đây đều làm từ thiên nhiên nên an tâm hơn hẳn. Lúc sấy tóc thì còn được ngâm chân với thảo dược thì là nữa. Còn tôi là massage body nha, các gói body ở đây chỉ từ 175k thôi, mà máy động tác căng cơ này là tôi khoái lắm. Giãn cơ xong là thấy người khỏe ra hẳn luôn đó mọi người. Nên là ai dân văn phòng hay ngồi làm việc đồ lâu á thì nên lưu cái clip này lại nè. Chườm đá nóng đồ nữ xứng răng luôn. Đây là spa thì là 57 Nguyễn Thị Minh Khai nha.